quá rồi ta chọn đi. Cái nào cũng được, nhỏ ra mà. Dạ đây nè chị. Dạ, à, sau chương trình bốc thăm này, cô chú anh chị mình à, may mắn trúng thưởng, trên tay có những cái phôi hai mộng đó. Thì cô chú anh chị mình nán lại một chút thì à, anh em à, của tụi em sẽ hướng dẫn cô chú anh chị mình cái cách trồng cũng như cái cách chăm sóc để thành những cây dừa bonsai đẹp ạ. À. À, cô chú anh chị mình à, bốc thăm đã trúng thưởng rồi đó, đừng à, dõi về ha, ở lại à, chút xíu anh em tụi em sẽ hướng dẫn à, thị phạm à, cô chú anh chị mình cái cách trồng cũng như cái cách chăm sóc để có được cây dừa bonsai đẹp từ cái phôi hai mộng đó ha. Xíu lựa cho cái nào đẹp đi ăn đi. À, cái thằng nào là có chữ trúng thưởng là trúng thưởng nha. À, chú Mèo ơi, mỗi người chỉ bốc một cái phiếu nha chú Mèo. Một phiếu anh Mèo ơi. Mỗi người một phiếu là ra nha. Ừ, à, mấy em chúng chúng cái phôi nè, đợi ở lại chút xíu mấy anh chị cho cái chúng chúng không anh có. Dạ cái thằng nào mà có chữ chúng á, có cái chữ chúng là chúng đó. Kè bốc thăm kìa mấy em ơi. Kè thôi. Cô chừng không đủ làm thử á. Một bốn mà. Đủ. Cây đó. Còn một cái phôi mà. Còn một cái phôi màu vàng nữa kìa. Bốn rồi đó. À, anh em câu lạc bộ dừa bonsai xin thông báo quý vị mình bốc thăm trúng thưởng cái phôi dừa đó, thì cô chú anh chị mình nán lại một chút xíu nữa, anh em của em với thị phạm à, chỉ cô chú anh chị mình à, cái cách là làm dừa bonsai. Chúng nào không có chữ chúng nữa là không chúng anh ơi. May mắn là sao? Dạ. Không một người cái đi. Có để chữ chúng thưởng không? Dạ cái thằng nào có chữ chúng thưởng là chúng ạ. À. Do may mắn thôi. Chúng đó chúng đó. Dạ. Có chữ chúng thưởng là chúng đó. Dạ có chú anh chị mà bốc thăm may mắn trúng thưởng cái phôi hai mộng đó thì à, nán lại một chút xíu nữa anh em tụi em sẽ thị phạm hướng dẫn cô chú anh chị mình cách trồng cũng như chăm sóc tới thành phẩm cây dừa bonsai luôn ha. Vàng chưa? Chưa. Có để chữ phôi vàng không? Có phôi. Dạ. Ừ, có biểu lên thì còn phôi đặc biệt đó. Dạ xin thông báo đến quý vị là à, ngoài những cây dừa hai mộng à, bình thường là bên à, tụi em cũng có một cái phôi đột biến màu vàng là cái giải đặc biệt đó, cô chú anh chị nào may mắn sẽ bốc vô cái giải màu vàng đó. Dạ bốc đi anh. Đây các loài đột biến màu vàng giải đặc biệt đây. 35 là gì vậy? Dạ cái thăm nào có chữ trúng thưởng mấy chúng anh. Cái thăm nào có dạ cái thăm đó trúng rồi đó. Là trúng gì? Dạ trúng cái phôi hai mộng anh kia đang phát kìa, anh qua đó lấy giùm em. Dạ, anh nón trắng đang phát đó. Dạ còn một cái phôi đột biến giải đặc biệt màu vàng rất là đẹp kìa cô chú ơi. Thank you.
Rút không nói. Đúng bốc cái hồi nãy số 6 luôn nhỉ. Cái hồi nãy số 6. Bà đấy cho luôn. Anh lên đài rồi. Tôi già rồi. Ông coi tôi ở cù Lam Dung á. Mà tôi là 82 tuổi rồi mà tôi còn đi chơi mỗi năm vậy. Dạ. Ừ. Khỏe quá. Ngày qua đi Trà Vinh nữa. À, ngày hôm qua đi Trà Vinh á, bữa nay đi qua đây. Rồi chúc ông luôn mạnh khỏe với bà nha. Khỏe. Tôi hai bà ngày hôm qua tôi chở bà nữa. Dạ. Bữa nay bà mệt quá, cái bà không chịu đi. Không chịu đi là tôi năm nào cũng phải đi, có cái cốt máu anh hùng. Dạ. Cũng phải đi, năm nào cũng đi hết á. Dạ. Rồi lên đài tốt rồi. Cái thăm nào có chữ trúng thưởng là trúng à. Đây. Ôi, quá may mắn, quá may mắn. Hồi nãy giờ có lộn cái chữ phôi vàng hay với trúng thưởng không, có dòng chữ không? Không biết. Có chân à, có. Có mọc không chứ, chị xin cái mọc đi. Dạ, đây dạ không có. Dạ. Rồi, dạ, chúc luôn. Chúc ra mày kia xin giùm em. Dạ, tụi em không có chuẩn bị. Dạ. Xin cái bọc cho chị. Cảm ơn chị nha. Vậy là